Bản tin Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh COVID-19 tối ngày 19 tháng 6 cho biết, chuyến bay QH9305 đưa đội tuyển Việt Nam từ UAE về nước sau vòng loại World Cup 2022 có 2 ca mắc COVID-19. Hai bệnh nhân mang số hiệu BN12854 và BN12855 đi cùng chuyến bay mang số hiệu QH9305 từ UAE về Việt Nam ngày 17 tháng 6. Đây cũng là chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo về nước sau thành tích đoạt vé tham dự vòng loại cuối của World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết hai bệnh nhân kể trên đang được cách ly sau khi nhập cảnh tại cảng hàng không Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm hôm 19 tháng 6, cả hai dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Tuy nhiên, hãng hàng không Bamboo Airways về cơ bản đã tạo ra hàng rào chắn nhất định giữa đội tuyển Việt và nhóm hành khách đi cùng. Đội tuyển Việt Nam ngồi ở khoang riêng, ngăn cách thêm 6 hàng ghế trống đã được tiêm vaccine COVID-19 và mặc đồ bảo hộ trong suốt thời gian thực hiện chuyến bay. Theo đó, tất cả các thành viên của đội tuyển đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Đợt xét nghiệm RT-PCR đợt kế tiếp sẽ vào ngày thứ 6 trong tổng số 7 ngày cách ly tập trung y tế, theo quyết định mới đây của Bộ Y tế, tức ngày 23 tháng 6 tới. Trước khi lên đường sang UAE tham dự vòng loại World Cup 2022, toàn đội đã hoàn thành đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Trong suốt thời gian thi đấu tại UAE, đội tuyển tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc bong bóng do AFC thiết lập, chỉ sinh hoạt bên trong khách sạn, di chuyển từ khách sạn đến sân tập và sân thi đấu và ngược lại, không tiếp xúc gần với người nào khác ngoài phạm vi bong bóng. Kết thúc giai đoạn cách ly y tế tập trung, các thành viên đội tuyển sẽ tiếp tục cách ly y tế ở nơi cư trú 7 ngày tiếp theo và tự theo dõi sức khỏe cho đến 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Sau những thất bại ê chề ở vòng loại World Cup 2022, vấn đề nhập tịch và sử dụng cầu thủ nhập tịch đang trở thành đề tài rất nóng ở Malaysia. Nhiều người hâm mộ cho rằng nước này nên xem xét lại dự án kém chất lượng khi Liên đoàn bóng đá Malaysia nhập tịch quá đại trà và thiếu tính chọn lọc. Tuy nhiên, không vì thế mà Malaysia từ bỏ dự án nhập tịch, thay vào đó những cái tên đẳng cấp hơn, chất lượng hơn. Nhiều nguồn tin từ truyền thông Malaysia cho biết ông Tan Chong Ho lại chuẩn bị có thêm viện binh. Hai cái tên được nhắc đến là tiền đạo người Argentina Gonzalo Cabrera đang chơi cho Johor Darul và Enrique Dos Santos người Brazil thi đấu cho Penang. Gonzalo có thể chơi ở 3 vị trí trên hàng công là tiền đạo trái, phải và trung phòng, còn Enrique thi đấu chủ yếu ở vị trí tiền vệ công, hộ công và tiền đạo cắm. Dù là quốc gia có dân số đến hơn 1 tỷ người nhưng bóng đá Ấn Độ lại tương đối kém phát triển so với tiềm năng. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tuyển Ấn Độ đứng thứ 3 tại bảng E với 7 điểm. Họ chỉ có đúng 1 chiến thắng, hòa 4 trận và thua 3 trận. Kết quả này khiến cho họ không thể đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022, buộc phải chuyển sang thi đấu ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023. Tờ Hindustan Times mới đây đã có bài viết với tiêu đề "Sự tiến bộ chậm chạp của Ấn Độ dưới thời Igor Stinak và bài học từ Việt Nam". Họ dẫn chứng rằng cách đây 19 năm, tuyển Ấn Độ từng thắng Việt Nam ngay trên sân Thống Nhất tại LG Cup trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN 2002 tại Busan. Đến trận giao hữu năm 2010, tuyển Ấn Độ cũng thắng Việt Nam 3-1. Sự tăng tiến về vị thế của bóng đá Việt Nam đã được hun đúc trong một thời gian dài. Đại diện của Đông Nam Á này có một hệ thống đào tạo trẻ rất tốt. Thật sự không bất ngờ khi lúc này đây họ giành quyền lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup để thi đấu với 11 đội bóng hàng đầu châu Á khác. Tờ Hindustan Times bình luận. Trung vệ Demiral của tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đi vào lịch sử trong ngày khai mạc Euro 2020 theo một cách rất đáng quên. Phút 53, pha đốt lưới nhà của anh trong trận đấu của tuyển Italia cũng là lần đầu tiên bàn thắng mở màn của một kỳ Euro là pha phản lưới nhà, một sự khởi đầu chẳng lạnh với các hậu vệ. Ở trận đấu giữa Slovakia và Ba Lan, đến lượt Szczesny ghi thêm kỷ lục buồn. Anh trở thành thủ môn đầu tiên đốt lưới nhà ở các kỳ Euro. Phút 18, Robert Smart của Slovakia đưa bóng trúng cột dọc nhưng bật ra thì lại chạm vào đầu của Szczesny đi vào lưới. Sau đó, Mats Hummels cũng đóng vai trò người hùng của đội tuyển Pháp. Pha đốt lưới nhà của trung vệ này giúp cho Pháp đánh bại Đức với tỷ số 1-0. Nhưng đến lượt trận tiếp theo, Đức bất ngờ bị Bồ Đào Nha dẫn trước ở lượt trận thứ hai thì có đến hai cầu thủ đối phương thay nhau phản lưới nhà. Lần lượt Ruben Dias và Rafael Guerrero liên tiếp làm tung lưới đồng đội Rui Patricio. Bồ Đào Nha với thất bại khó tin này cũng trở thành đội đầu tiên dính hai bàn phản lưới nhà trong cùng một trận đấu. Có 5 bàn phản lưới nhà còn lại cũng là con số kỷ lục ở một kỳ Euro. Kỷ lục cũ là ở Euro 2016 nhưng cũng chỉ có 3 bàn. Đêm qua, bài hát Nơi Đảo Xa của ca sĩ Trọng Tấn bất ngờ trở thành hot trên mạng xã hội. Lý do là hàng loạt các đội bóng mạnh ở Euro có kết quả khiến nhiều dân cá độ bóng đá xa bờ. Ở loạt trận sớm, đội tuyển Pháp phải mướt mồ hôi mới giành lại được một điểm trước chủ nhà Hungary. Bồ Đào Nha của Ronaldo vươn lên dẫn trước nhưng bị đối thủ ngược dòng khi Ruben Dias và Rafael lần lượt đốt lưới nhà.
Đến trận đấu muộn, Tây Ban Nha tiếp tục méo mặt khi Lewandowski mang về một điểm quý giá cho Ba Lan. Sau Morata, đến lượt Moreno hứng hàng rồ gạch đá sau khi đá hỏng phạt đền. Tất nhiên cộng đồng mạng không cá độ bóng đá nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là các dòng trạng thái chia sẻ mang tính bông đùa. Nhưng bài hát Nơi Đảo Xa với giai điệu da diết qua giọng hát truyền cảm của Trọng Tấn như một lời tiễn biệt với những người chơi cá độ bóng đá. Đây là hành vi phạm pháp, tuyệt đối không nên làm nhé anh em. Đêm qua, khi hậu vệ Robin Gosens ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha, câu chuyện giữa anh và Ronaldo tại Serie A lại được nhắc đến. Vào năm 2019, khi Atalanta đánh bại Juventus của Ronaldo, khi đó Gosens vẫn còn khá vô danh, tiến lại gần và muốn đổi áo với Ronaldo. Đáp lại điều này, ngôi sao người Bồ Đào Nha không thèm nhìn người vừa đánh bại mình. Anh lạnh lùng đáp lại là không. Tôi không thèm đổi áo với Ronaldo nữa vì tôi muốn tận hưởng chiến thắng ngày hôm nay. Tôi không quan tâm đến cái áo đó đâu, Gosens trả lời truyền thông sau trận đấu. Nhắc lại chuyện cũ, hậu vệ này nói, tôi đỏ mặt và xấu hổ, tôi lủi thủi bước đi và cảm thấy mình thật nhỏ bé. Bạn chắc hiểu được cảm giác đó, bởi điều đó thật xấu hổ xảy ra. Bạn sẽ nhìn thấy xung quanh sẽ có ai để ý không, đó là những gì tôi cảm thấy và cố gắng che giấu nó.